Xin chào bác thầy cô quý đồng nghiệp ạ. Bác Mê xin trình bày ca hội chẩn. Bệnh nhân nam 42 tuổi, địa chỉ Lùng Hòa, Giáp Trung, Bắc Mê, Hà Giang vào viện 9 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4. Lý do vào viện là ho khó thở. Vì tiền sử thì bệnh nhân có tiền sử điều trị lao phổi cách đây khoảng 10 năm, hen phế quản thì điều trị nhiều lần. Về bệnh sử thì cách vào viện khoảng 1 tháng thì bệnh nhân có xuất hiện ho, ho thành cơn, ho kết đờm, kèm theo bệnh nhân có khó thở nhẹ. Cách vào viện khoảng 3 ngày thì bệnh nhân ho nhiều hơn, nhiều đờm, khó thở tăng lên và khó thở liên tục. Ở nhà thì bệnh nhân chưa dùng thuốc gì vào viện. Tình trạng lúc vào thì bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc hồng nhạt, củng mạc mắt vàng nhẹ, thể trạng suy kiệt, BMI 13,2, mạch 120 lần trên phút, huyết áp là 100 trên 60, nhịp thở 32 lần trên phút, SpO2 90%, ho nhiều, ho có đờm đục, nói ngắt quãng từng từ, khó thở liên tục, co kéo các cơ hô hấp phụ, lồng ngực trước tim thì hai bên gồ nhẹ, các khoang liên sườn thì giãn rộng, tim nhịp nhanh đều T1 T2 rõ, phổi thì nhiều gian ẩm, gian nổ, gian rít, gian ngáy hai bên, bụng mềm không trướng. Bệnh nhân đã được xử trí thở oxy và giãn phế quản, kháng sinh và corticoid. Đến khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 4 thì bệnh nhân khó thở nhiều tăng lên, mạch 125 lần trên phút, huyết áp là 100 trên 60, nhịp thở 35 lần trên phút, SpO2 là 86%, co kéo các cơ hấp phụ, tim nhịp nhanh T1 T2 m, phổi nhiều gian ẩm, gian nổ, gian rít, gian ngáy hai bên. Bệnh nhân đã được xử trí thở máy không xâm nhập, CPAP và tăng liều salbutamol đường truyền tĩnh mạch. Thì đến 16 giờ ngày 14 tháng 4 thì bệnh nhân thở máy không xâm nhập, thì không đáp ứng, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc chậm, mạch 132 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ 2, huyết áp 160, nhịp thở là 42 lần trên phút, SpO2 là 84%, khó thở liên tục, co kéo các cơ hấp phụ, phổi thì đỡ gian rít gian ngáy nhưng còn nhiều gian ẩm và gian nổ hai bên. Bệnh nhân đã được xử trí đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập, dùng an thần. Diễn biến bệnh thì đến 10 giờ ngày 15 tháng 4 thì bệnh nhân đang duy trì an thần, thở máy xâm nhập thì huyết áp tụt 80 trên 50 mmHg, SpO2 là 98%, phổi thì nhiều gian ẩm, gian nổ, gian rít hai bên. Bệnh nhân đã được xử trí là truyền dịch và dùng noradrenaline liều 0,05 và tăng dần ạ. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 4 thì bệnh nhân đang an thần thở máy thì tăng tiết nhiều đờm dãi và lẫn bọt hồng qua ống nội khí quản. Bệnh nhân đã được xử trí là hút đờm dãi và dùng lợi tiểu. Thì bệnh nhân được tiếp tục duy trì và thở máy ạ. Thì đến sáng nay diễn biến bệnh thì bệnh nhân đã được duy trì an thần và thở máy và dùng vận mạch. Đến 10 giờ sáng ngày 22 tháng 4 thì bệnh nhân được sáng nay bệnh nhân được chuyển sang thở CPAP, mạch 84 lần trên phút, nhiệt độ là 36 độ 8, huyết áp là 100 trên 50, đã dừng được vận mạch. SpO2 là 98%, phổi thì còn ít gian ẩm, gian nổ hai bên. Về các kết quả xét nghiệm thì em đã gửi lên hệ thống ạ. Em chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi nặng, suy kiệt, tiền sử hen phế quản, tiền sử lao phổi. Về điều trị thì bệnh nhân được an thần thở máy và dùng vận mạch, kháng sinh thì dùng moxifloxacin và ceftriaxone, doxycycline. Và bệnh nhân được nuôi dưỡng ăn cháo sữa qua sông cộng nuôi dưỡng đường tĩnh mạch ạ. Em xin có một số câu hỏi hội chẩn về chẩn đoán thì đã đúng chưa? Về điều trị đã hợp lý chưa? Ở bệnh nhân này thì dùng kháng sinh theo kinh nghiệm thì nên lựa chọn những loại kháng sinh nào? Câu hỏi thứ tư là có nên dùng corticoid trong trường hợp này không? Và em xin được tư vấn chế độ dinh dưỡng ở bệnh nhân này. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn bác Mẹ. Về chẩn đoán hình ảnh thì thầy Cương có ý kiến không? Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các bác sĩ ở các đầu cầu ở bệnh Thầy viện. có thể xoay cái phim phổi cho nó thẳng lên không? Vâng, cái đây là một bệnh nhân mà vào viện trong cái tình trạng là viêm phổi rất là điển hình, và lúc đầu thì tỉnh nhưng mà tri giác nó xấu dần đi và tiến triển nặng dần đến nỗi mà phải thở máy và dùng vận mạch, và sau một thời gian điều trị thì lại tốt dần lên. Chúng ta có ba phim, ba cái phim này nó sẽ thể hiện ra theo cái diễn biến của lâm sàng của bệnh nhân mà cũng tương khá là tương xứng. Cái phim đầu tiên vào viện thì trong cái tình trạng là cái tổn thương cũ do lao phổi ở tủy đỉnh, với cái hình ảnh của giãn phế quản sơ phổi và
mờ cái thủy trên phổi phải, kèm theo một khối đám mờ thủy dưới phổi trái, tràn dịch màng phổi, mờ góc sườn hoành. Sau đó thì cái tổn thương mờ này nó rất là rõ hôm 20 tháng 4. Xin hỏi là tất cả các phim chụp này đều ngày 20 tháng 4 đúng không ạ? Ngày 20 tháng 4 khả năng là ngày gửi đấy, ngày đưa lên ạ. Vâng. Thì chúng tôi cũng không có được cái diễn biến chính xác về thời gian ấy. Tuy nhiên là một cái phim chụp thì sau đó thì nặng lên khá nhiều, khá rõ. Và một cái phim chụp thì tốt hơn. Vâng. Thì thực ra thì với về chẩn đoán hình ảnh, những cái bệnh nhân mà nằm hồi sức ICU chẩn đoán sốc nhiễm trùng và viêm phổi như này thì cái theo dõi cái diễn biến của cái phim chụp thì nó rất là quan trọng để nó đối chiếu với cả cái lâm sàng, là liệu cái lâm sàng nặng lên thì tương ứng với cả cái tổn thương phổi nặng lên hay không, nhẹ đi thì viêm phổi nó có nhẹ hơn hay không, thì nó sẽ khá tương xứng, tương đồng với nhau cho trên bệnh nhân này. Như vậy với cái hình ảnh của cái bệnh nhân này thì cái tổn thương lao phổi cũ, thủy đỉnh, vùng thủy trên của hai phổi kèm theo cái viêm phổi thủy, thủy trên phổi phải và thủy dưới phổi trái nó rất là rõ trên cái hình ảnh X-quang. Vâng, vâng, cảm ơn thầy Cường. Vâng, xin mời Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải. Chắc là ba câu hỏi đầu là nhờ thầy trả lời giúp cho Bệnh viện Bắc Mê. Vâng, alo, kính thưa thầy Thành, kính thưa quý vị đồng nghiệp. Thì đây là một cái ca lâm sàng cũng rất là khó mà ở huyện Bắc Mê đã xử lý. Chúng ta thấy vào cũng khó thở, rồi cũng đã nặng lên đến mức phải đặt ống nội quản thở máy. Thì bây giờ lại quay lại là bắt đầu cai được máy. Thì đây là cũng một cái điều trị cũng khá là tốt để giúp cho bệnh nhân đã kiểm soát được cái hô hấp cũng như là cái tuần hoàn. Thì đi theo đối với cái câu hỏi mà đồng nghiệp cũng đặt ra là chẩn đoán đã đúng chưa, điều trị đã hợp lý chưa, dùng kháng sinh theo kinh nghiệm thì nên lựa chọn những kháng sinh nào, có dùng corticoid hay không, và chế độ dưỡng thế nào, thì chắc là tôi trả lời một vài phần, còn các đồng nghiệp của chúng tôi ngồi đây, các chuyên gia cũng đầu ngành sẽ trả lời về những vấn đề tiếp theo. Thì thứ nhất là chúng ta thấy rằng là bệnh nhân được chẩn đoán với chẩn đoán như sau là sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy kiệt, hen phế quản, lao phổi. Thì tất cả những thứ chẩn đoán này nó là ít nhiều thì bệnh nhân cũng có. Nên là bóc tách từng thứ ra thì chúng ta cũng khó mà bóc tách. Như trường hợp gọi là đây có phải sốc nhiễm khuẩn hay không. Thì đúng là bệnh nhân này có vẻ có bằng, có vẻ có nhiễm khuẩn, bởi vì chúng ta biết là trên một nền hen hay là COPD thì cái nhiễm khuẩn vẫn là nguyên nhân gây đợt cấp hàng đầu trong nhóm bệnh nhân mạn tính này. Bệnh nhân vẫn ho khạc thường xuyên từ một tháng nay, trước lúc vào viện thì có biểu ho khạc đờm nặng hơn, suy hấp nặng hơn thì vào viện, đặt ống thì có nhiều đờm đục, ví dụ như vậy, bạch cầu thì cao. Thế còn để mà và trên phim phổi chúng ta cũng thấy nó diễn tiến cũng hơi xấu hơn, mờ hơn như bác sĩ Cường đã chỉ cho chúng ta thấy. Thì bây giờ là có phải sốc nhiễm khuẩn hay không, thì chúng ta biết là một cái sốc nhiễm khuẩn nó cũng có cái tiêu chuẩn của nó, thì là bây giờ là có bằng chứng về nhiễm khuẩn hay là anh thấy thiếu máu cho tổ chức, rồi là anh tụt có dấu hiệu tụt huyết áp mà sau khi chúng ta truyền dịch thì thấy nó không có cải thiện. Nhưng mà nếu với những một cơ sở, số cơ sở mà có cái điều kiện ấy, thì chúng ta nên làm cả cái lắc tát. Nếu thấy cái lắc tát nó lớn hơn 2 cộng với tình trạng thừa tụt huyết áp mà chúng ta truyền dịch thì không đỡ, thì đây được xem như là cái sốc nhiễm khuẩn. Và trong rất tiếc là trong cái cơ sở của chúng ta, ở cơ sở của chúng ta thì chưa có cái điều kiện để chúng ta làm cái việc như này. Tuy nhiên là chúng ta cũng đã điều trị, mặc dù cái điều kiện cũng còn khó khăn, tuy nhiên chúng ta đã điều trị theo cách như vậy. Thì đối với các bác sĩ hồi sức thì người ta sẽ dựa vào cái kinh nghiệm rằng là ban đầu bệnh nhân có tình trạng nhiễm khuẩn, sau có tụt huyết áp, người ta cho thử cho truyền dịch
người ta cũng sẽ cho cái gói rất là hiện đại là gói 1 giờ. Gói 1 giờ đối với khi mà anh nghĩ đến sốc nhiễm khuẩn. Đó là anh có cái lactate trên 2 và anh cho 1 giờ là gì? Thứ nhất là anh cấy máu. Thứ hai cho anh cho kháng sinh phổ rộng. Cấy máu cái dịch đấy, hai là cho kháng sinh phổ rộng, thường kết hợp hai loại kháng sinh. Thứ ba là anh cho truyền dịch. Anh cho truyền dịch, nếu mà lactate nó cao nữa hoặc là tình trạng nặng nữa anh cho có thể 30 ml dịch tinh thể nhân natri 9/1000 hoặc là range lactate cũng được. Anh cho 30 lít trên kg cân nặng anh truyền. Và sau thấy nếu mà huyết áp vẫn còn thiếu, vẫn còn thấp thì tình trạng tưới máu vẫn kém, các tạng bắt đầu suy, anh cho thêm các thuốc vận mạch. Các thuốc vận mạch thì trong đó noradrenaline là một thuốc mà ưu tiên đầu tiên, và chúng ta có thể truyền theo truyền dịch và theo CVP tuyến huyện thì có thể là chúng ta cũng truyền được. Một số cơ sở được trang bị máy siêu âm, chúng ta có thể dựa vào tĩnh mạch, đường kính của tĩnh mạch chủ dưới, nếu nó giãn ra thì có nghĩa là nó cũng đã đủ dịch, còn nếu mà đang xẹp xẹp thì có nghĩa là trong trường hợp đó thiếu dịch, chúng ta tiếp tục bù dịch và chúng ta điều trị cái nguyên nhân. Thì đối với bệnh nhân này thì cái viêm phổi nặng cũng có, cho nên là chúng ta quay lại với câu chuyện về kháng sinh. Thì có lẽ là cái kháng sinh mà chúng ta xem cái bệnh nhân này, nếu anh ấy trong vòng 3 tháng trước không nằm viện thì chúng ta cho cái kháng sinh có thể là một cái kháng sinh mang tính chất là viêm phổi cộng đồng đấy. Chúng ta có thể cho là cái cephalosporin thế hệ 3, có thể bổ sung gram, nó có thể cover được gram âm, gram dương. Chúng ta có thể bổ thêm cái gọi là thêm cái trực khuẩn không, vi khuẩn không điển hình là bằng nhóm nuquinolone hoặc là nhóm macrolide như là levofloxacin, mosifloxacin hoặc là azithromycin. Điều trị kháng sinh là như vậy. Bên cạnh đó thì chúng ta biết rằng bệnh nhân này gọi là tiền sử hen phế quản, thì tôi cũng rất là phân vân với cái việc này. Không, tí nữa thầy Hoàn sẽ xem là liệu đây có phải hen phế quản hay là COPD rồi, vì bệnh nhân có lao cũ rồi, cái tiền sử cũng có ho rồi, khó thở một tháng này, thì tôi cũng không nghĩ đây là cái hen phế quản. Hen phế quản một đợt cấp nó đến rồi nó đi, cái điều trị ổn thì nó sẽ thành cơn rất là rõ ràng, hay là hen đã kháng trị thì cái này tí nữa thầy Hoàn sẽ nói với chúng ta. Thì bên cạnh đó thì cái việc điều trị ở đây là cái thuốc giãn phế quản thì tối ưu đó vẫn là khí dung, còn cái nhóm SABA đấy thì chúng ta là có thì chúng ta truyền, đặc biệt trong trường hợp mà đặt ống nội quản thở máy rồi thì cái việc khí dung là khó khăn, khi mà chúng ta không có cái MDI, chúng ta chỉ có cái đường truyền là một thứ mà chúng ta có thể sử dụng được. Và nếu cơ sở không có thì chúng ta xịt thẳng vào đường ống cũng được, mở ống nội quản ra xịt. Còn cái việc điều trị khác như là chúng ta cũng đã nêu một loạt cái thứ điều trị đây, có cả tận dinh dưỡng. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta không thấy có dự phòng huyết khối tĩnh mạch, chúng ta cũng không những bệnh nhân nằm yên mà thở máy. Một câu chuyện nữa trong hồi sức là chúng ta dùng an thần gì đối với cái bệnh nhân đặt ống chẳng hạn, thì chúng tôi dùng ketamin, vì ketamin là chúng ta vẫn hay thường xuyên dùng, có thể là dùng midazolam hoặc thậm chí dùng cetirizine. Những thứ đấy là nếu mà dùng nhiều cũng có thể có đẩy đến cơn hen, nhưng mà chúng ta có thể dùng cái ketamin là một cái thuốc gây mê mà có thể dùng để trong đợt ống nội quản. Còn cái việc duy trì thì có những thuốc mới an thần như thế nào thì chúng ta cũng nên xem xét, vì nếu mà dùng morphine kinh điển ấy thì nó có thể làm cho kiểm soát cơn hen nó khó hơn. Bên cạnh đó là những cái điều trị khác thì các đồng nghiệp sẽ giúp chúng tôi trình bày tiếp với quý vị đồng nghiệp. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn thầy Hải. Như vậy là cơ bản thầy đồng ý với cái điều trị của bác Mê đúng không ạ? Tiếp theo xin mời thầy Hoàn ạ. Vâng ạ. Em xin tiếp ý kiến của thầy Hải. Trước hết là mặt chẩn đoán thì một cái vấn đề cũng rất là phải chú ý. Để nói đây là hen hay CBD như thầy Hải đã nói thì chúng ta cần phải khai thác kỹ về mặt tiền sử của bệnh nhân, là bệnh nhân có hút thuốc hay không, bệnh nhân có tiền sử dị ứng hay không. Với tôi thì tôi thấy trên cái hình ảnh X-quang của bệnh nhân này, ngoài cái tình hình tổn thương viêm như thầy Cương đã nói, rồi các cái di chứng cũ của lao, thì tôi thấy bệnh nhân có một cái tình trạng giãn phế nang rất nhiều, rất rõ. Và
cái động mạch phổi thì to và cái hình tim hình giọt nước. Như vậy có vẻ như đây đã là một cái tình trạng tâm phế mạn rồi, và tôi thì tôi nghĩ nhiều đây là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính xảy ra trên nền lao phổi cũ, và đợt này là một cái đợt nhiễm trùng, một cái đợt nhiễm khuẩn cấp tính. Và vấn đề là chúng ta sẽ phải có những cái điều trị phù hợp. Thầy Hải cũng đã đưa ra những cái lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên lựa chọn một cái beta-lactam phối hợp với cả một cái kinolon hô hấp, vì bệnh nhân này có những cái di chứng của cái lao phổi cũ, nó để lại các cái giãn phế quản là các bệnh phổi cấu trúc. Như vậy thì chúng ta nên hướng sử dụng các cái kinolon hô hấp, đặc biệt là levofloxacin, thì nó sẽ hiệu quả hơn so với việc sử dụng moxifloxacin. Thế còn một câu hỏi của các bạn là có nên dùng corticoid trong trường hợp này không? Thì dù là đợt cấp của hen hay là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái vai trò của corticoid toàn thân là rất quan trọng. Kể cả trong quá trình diễn biến chúng ta thấy bệnh nhân có tâm phế mạn rồi, có thể bệnh nhân thêm các cái vấn đề liên quan đến các cái biến cố tim mạch làm cho bệnh nhân có xuất hiện cái tình trạng phù phổi cấp mà các bạn đã phải xử trí theo cái hướng phù phổi cấp rồi thông khí nhân tạo không xâm nhập rồi xâm nhập, thì tôi nghĩ rằng là vai trò của corticoid toàn thân trong trường hợp này là rất quan trọng. Thế còn một cái câu hỏi nữa liên quan đến chế độ dinh dưỡng thì xin chuyên gia dinh dưỡng bác sĩ Phượng để chia sẻ tiếp với các bạn ạ. Em xin hết ạ. Tức là thầy có ý kiến như nào về corticoid ở trường hợp này ngay tại thời điểm này và về sau này? Vâng ạ, corticoid thì mình sẽ phải cho vào ngay từ đầu tiên, và các bạn sẽ giảm dần liều cho đến khi nào cái tình trạng co thắt phế quản của bệnh nhân không còn nữa. Các bạn hiện nay thì tôi cũng biết được là cái tình trạng giang rít giang ngáy ở phổi thì cũng cải thiện rất nhiều rồi, tuy nhiên thì vẫn còn. Như vậy thì chúng ta vẫn nên duy trì, và chúng ta chỉ chú ý là chúng ta không dùng quá 14 ngày để có thể có những cái biến cố gây ra những cái tình trạng suy thượng thận. Thế còn corticoid toàn thân mà các bạn dùng trong vòng 2 tuần thì hoàn toàn là có thể an toàn. Xin hết. Vâng, cảm ơn thầy Hoàng. Xin mời ý kiến từ chuyên gia dinh dưỡng bác sĩ Phượng. Dạ vâng, kính thưa thầy Thành và các anh chị quý đồng nghiệp ạ. Trước khi em đi vào phần thảo luận về vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân này như thế nào, thì đây là một bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn viêm phổi suy kiệt trên nền có tiền sử lao cũ và có một cái thể trạng rất là suy kiệt với BMI có 13,2. Thì trước khi đi vào phần thảo luận thì em muốn có hai cái câu hỏi muốn trao đổi với các anh chị ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là trong trường hợp bệnh nhân mà có sốc nhiễm khuẩn phải dùng vận mạch và tăng liều vận mạch như thế này kết hợp với thể trạng suy kiệt, chúng ta vào nhập viện với cái tình trạng BMI có 13,2 thì các anh chị tiếp cận vấn đề dinh dưỡng đầu tiên các anh chị như thế nào ạ? Mình có tăng cái nhu cầu dưỡng ngay trong ngày đầu hay là nuôi đủ hay là như thế nào không, hay là bắt đầu nuôi tĩnh mạch ngay hay như thế nào ạ? Và câu hỏi thứ hai là vì sao hiện tại bệnh nhân này thì em thấy các anh chị vẫn đang nuôi dinh dưỡng tĩnh mạch khá là nhiều trong khi đó bệnh nhân đang ăn cháo qua sông, thì muốn hỏi cụ thể tình hình bệnh nhân như thế nào ạ? Và thưa cô, là bệnh nhân này thì trong ngày đầu thì bệnh nhân vào thì tình trạng xuất hiện khó thở, thì khi mà diễn biến xấu và thở máy không xâm nhập, không đáp ứng và đặt thở máy xâm nhập luôn thì ăn cháo qua sông luôn ạ. Và dinh dưỡng tĩnh mạch thì ngày hôm sau bệnh nhân bắt đầu được nuôi dưỡng bằng nuôi dưỡng đường tĩnh mạch ạ. Thêm ạ. Vậy thì cho em hỏi hiện tại bệnh nhân ăn cháo qua sông thì có ăn được nhiều và dung nạp tốt hay không, và vì sao các anh chị vẫn đang giữ tĩnh mạch khá là nhiều cho bệnh nhân ạ? Em thưa cô, là tình trạng bệnh nhân hiện tại ăn cháo qua sông thì chủ yếu là ăn cháo thịt và xay đấy, chứ ăn dinh dưỡng bệnh nhân không có chế độ dinh dưỡng đặc biệt nên là nuôi dưỡng tĩnh mạch thêm. Ở bên mình có khoa dinh dưỡng hoặc là có các chế phẩm sữa đặc thù đặc biệt cho các bệnh nhân này không? Em thưa cô là không có đâu ạ. Vâng. Thế thì em xin phép được trao đổi kỹ hơn một chút ạ. Đầu tiên thì em muốn trao đổi với các anh chị quý đồng nghiệp là vấn đề tiếp cận bệnh nhân đầu tiên đối với trường hợp những bệnh nhân mà vào hồi sức, cái thể trạng suy kiệt, BMI có 13,2 và chúng ta cũng không biết rõ tiền sử của bệnh nhân, những cái ngày trước bệnh nhân ăn uống như thế nào, thì đầu tiên khi tiếp cận chúng ta phải chú ý đầu tiên đó là dự phòng hội chứng refeeding, rồi hội chứng nuôi ăn lại đấy ạ. Các anh chị xem các cái tiêu chuẩn hiện tại thì thứ nhất là BMI dưới 16,5. Thì chúng ta phải xem xét nghi ngờ và dự phòng hội chứng refeeding ngay vào thời điểm đầu nhập viện, hoặc là trường hợp bệnh nhân có ăn trong khoảng 7-5 ngày gần đây bệnh nhân ăn uống kém dưới 50% cái khẩu phần, hoặc là bệnh nhân sụt 7,5% cân nặng trong 3 tháng,
hoặc là sụt trên 10% cân nặng trong 6 tháng. Thì với những bệnh nhân mà suy kiệt như vậy và cái dinh dưỡng kém như vậy thì chúng ta sẽ phải dự phòng hội chứng refeeding trước, tức là chúng ta sẽ không bắt đầu nuôi dưỡng đủ cho bệnh nhân ngay trong ngày đầu tiên, mà chúng ta phải quan tâm xét nghiệm xem, thứ nhất là xem bệnh nhân này có nguy cơ không, như ở trường hợp này là chúng ta là có này, bên ngoài có 13,2 này. Thứ hai là xét nghiệm thêm kali và phốt pho để chúng ta bù các cái điện giải, các cái yếu tố đó trước khi chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng cho bệnh nhân. Và với những bệnh nhân này thì có cái tăng liều vận mạch thì trong những ngày đầu như vậy thì chúng ta cũng dinh dưỡng tối thiểu cho bệnh nhân, và đôi khi chúng ta chỉ cần nuôi từ 10 kcal trên kg cân nặng trong ngày đầu tiên, và sau đó chúng ta sẽ tăng dần lên các ngày. Và chúng ta phải dự phòng refeeding thì chúng ta sẽ sử dụng vitamin B1 cho bệnh nhân này với liều là khoảng 100mg trên một ngày, và chúng ta sẽ điều trị từ 5 tới 7 ngày và có thể điều trị dài hơn với những trường hợp bệnh nhân mà có sốc nhiễm khuẩn hoặc những bệnh nhân nặng thì chúng ta có thể sử dụng kéo dài hơn để dự phòng hội chứng nguyên lại. Và sau đó chúng ta sẽ tăng từ từ cho bệnh nhân đến khi đạt nhu cầu khuyến nghị trong vòng khoảng từ 4 tới 7 ngày thì chúng ta cũng sẽ không nuôi đủ ngay trong ngày đầu hoặc ngày thứ hai cho các bệnh nhân này. Tiếp theo về vấn đề dưỡng tĩnh mạch thì ở bệnh nhân này thì em cũng nghĩ là khả năng rất cao là bệnh nhân có thể dung nạp được. Với chế độ ăn thì chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng tĩnh mạch cho bệnh nhân như thế nào. Thì cái chỉ định điều trị dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân hồi sức thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc là với trường hợp bệnh nhân còn dung nạp được đường tiêu hóa và ăn được trên 60% thì sẽ cân nhắc không sử dụng. Còn nếu trường hợp bệnh nhân mà ăn dưới 60% nhu cầu khuyến nghị hoặc không dung nạp được hoặc tồn dư nhiều thì chúng ta mới cân nhắc sử dụng dưỡng tĩnh mạch phối hợp. Và nếu bệnh nhân nặng đang sốc nhiễm khuẩn thì lựa chọn, ví dụ như chẳng trong trường hợp nếu mà phải dưỡng tĩnh mạch thì chúng ta cũng như ở đây các anh chị đang truyền là lipocytin, đây là một cái dòng chất béo từ đậu nành dầu omega 6 thì cũng sẽ không được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân hồi sức, và chúng ta nên lựa chọn các cái chế phẩm từ dầu omega 3, ví dụ như là smart lipid. Đấy là những cái dòng dầu omega 3 nó giúp làm giảm đáp ứng viêm, còn omega 6 thì sẽ gây ra tình trạng làm tăng các đáp ứng viêm của bệnh nhân. Rồi chúng ta cân nhắc không sử dụng các cái dòng lipid từ omega 6, tức là từ dầu đậu nành đấy ạ. Thế còn về khuyến cáo về chế độ ăn qua sông thì thực ra thấy ở các tuyến huyện thì cũng rất là khó khăn đấy ạ. Tại vì không có khoa dinh dưỡng cho nên là chúng ta cũng rất là khó có được những cái công thức chuẩn. Bởi vì theo khuyến cáo thì họ với những bệnh nhân nặng như thế này thì chúng ta cũng nên sử dụng các công thức chuẩn, công thức thương mại thì tốt hơn cho bệnh nhân. Thứ nhất là giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Thứ hai là cung cấp đủ các vitamin, khoáng chất và năng lượng cao. Còn đối với trường hợp những khoa dinh dưỡng, những cái bệnh viện mà có khoa dinh dưỡng thì họ có thể xây dựng thêm các công thức súp, công thức sông ăn chuyên biệt và nâng năng lượng protein cao hơn cho các bệnh nhân. Thế còn nếu trường hợp bệnh nhân ăn cháo qua sông như thế này thì thứ nhất là cái công thức thường là năng lượng rất là thấp, protein cũng thấp, và thứ hai là cái nguy cơ nhiễm khuẩn rất là cao trên những trường hợp bệnh nhân đã sốc nhiễm khuẩn như thế này. Thì thực sự mấy cái thực hành dinh dưỡng ở những cái bệnh viện mà không có khoa dinh dưỡng thì cũng khá là khó khăn. Thì chúng ta cũng phải tùy tình hình của bệnh viện thì hướng dẫn cho bệnh nhân. Thì nếu gia đình có điều kiện, chúng ta có thể sử dụng thêm phối hợp bên cạnh cái việc dùng cháo xay ăn qua sông nấu từ các thực phẩm thông thường, chúng ta có thể xen kẽ thêm các cái dung dịch sữa công thức chuẩn cho các bệnh nhân này. Thì em nghĩ là thay vì chúng ta sử dụng dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch thì ở trường hợp này chúng ta có thể phối hợp là 50% là cháo và 50% là sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa để cho bệnh nhân đảm bảo cái vấn đề dinh dưỡng và các cái vitamin khoáng chất cho bệnh nhân phù hợp hơn ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phượng. Xin hỏi bệnh nhân là người dân tộc hay là người Kinh ạ? Đây là bệnh nhân là người dân tộc Mông ạ. Người dân tộc Mông ạ. Thì trong khẩu phần ăn thường ngày thì những cái, xin hỏi bác sĩ Phượng là những cái như là sữa thì liệu có phải thêm những cái men tiêu hóa là gì không? Vì nhiều khi là nó không có đáp ứng được cái câu chuyện là tiêu hóa qua đường ruột đó. Dạ vâng, ở người Việt Nam mình cũng có một cái khó khăn nữa, đó là chúng ta thường rất ít khi sử dụng sữa, và những cái người cao tuổi hoặc những người mà không dùng sữa bao giờ thì cái nguy cơ mà không dung nạp, không tiêu hóa được cũng khá là cao. Thì hiện tại cũng có một số các công thức mà họ tách lactose hoặc họ bổ sung men tiêu hóa hoặc công thức chuẩn, công thức peptide chẳng hạn, thì họ cũng có thể bổ sung những cái dòng mà chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân dung nạp tốt hơn, hoặc có cách là chúng ta có thể tăng từ từ cho bệnh nhân, phối hợp từ từ. Thế còn nếu trường hợp bệnh nhân có tiêu chảy với sữa hoặc là không dung nạp được thì chúng ta sẽ cân nhắc trở về công thức chuẩn. Thế nhưng mà cũng rất là mong bệnh viện chúng ta cố gắng là cũng rất hy vọng các tuyến huyện là sẽ phổ cập được cái dinh dưỡng lâm sàng, những điều trị và cái tiết chế trong bệnh viện thì cũng hỗ trợ cho bệnh nhân rất là nhiều. Ví dụ chúng ta có thể nấu các cái công thức súp, nhưng mà súp cho bệnh nhân á, thì chúng ta cũng sẽ nấu với công thức chuẩn và dầu protein, năng lượng đảm bảo cho bệnh nhân hơn. Còn thực sự là cái cháo mà chúng ta nấu mua bên ngoài và xay ấy, thì năng lượng thường rất là thấp. Thực tế như khi chúng em có xét nghiệm ạ, ví dụ như cháo nấu thông thường chúng ta xay ra thì năng lượng chỉ được khoảng 0,5, 0,4 đến 0,6 kcal trên 1 ml.
Nhưng mà nếu mà chúng ta biết nấu đúng cách, ví dụ như Đại học Y Hà Nội, thì cái công thức súp hiện nay chúng ta xét nghiệm đã được 1 kcal/1 ml, tức là công thức năng lượng chuẩn và năng lượng cao gấp 2 lần so với cháo. Ví dụ như một bệnh nhân mà chúng ta cần tận 1.500 kcal nhu cầu một ngày chẳng hạn, nếu mà ăn cháo với cái năng lượng 0,5 thì bệnh nhân phải ăn tận 3 lít cháo. Nhưng thực sự là bệnh nhân hồi sức không thể ăn được 3 lít cháo, đúng không ạ? Và thường chúng ta chỉ ăn được vài bữa như vậy thì bệnh nhân sẽ dẫn đến tình trạng là suy mòn và suy kiệt, giảm cân do không đủ nhu cầu. Thế còn nếu chúng ta nấu được những công thức súp năng lượng cao 1 kcal/1 ml thì chỉ cần khoảng 1 lít rưỡi chẳng hạn, chia 5 bữa, mỗi bữa khoảng 300 ml là bệnh nhân có thể đáp ứng đủ nhu cầu khuyến nghị của bệnh nhân ạ. Vâng, thì cái này nếu như mà các anh chị có các cái vấn đề, có các khoa dinh dưỡng hoặc những người làm về tiết chế thì sẽ liên hệ, chúng em sẽ hướng dẫn cái công thức, chuyển giao các công thức nấu súp cho bệnh nhân ạ. Vâng, cô Phượng có thể trình bày một cái báo cáo về các công thức chuẩn trong những cái báo cáo khoa học tiếp theo. Dạ, vâng ạ. Để các bệnh viện chúng ta dựa trên đó chúng ta thực hành. Đấy, vì tùy điều kiện của các bệnh viện và đặc biệt là còn tùy vào cái hoàn cảnh của người bệnh nữa. Vâng. Bây giờ bảo người bệnh dân tộc này mà bảo người ta nấu đi nấu súp mà đủ các loại vật liệu nhưng mà mình có sẵn ở dưới này thì cũng rất là khó, đúng không? Vâng. Kể cả sữa cũng không phải là dễ dàng gì với ở trên Bắc Mê. Vâng. Xin mời ý kiến từ Bắc Mê ạ. Dạ vâng ạ. Với bệnh nhân này thì việc nuôi dưỡng ở những bệnh nhân thở máy ở tuyến huyện em rất khó khăn. Bệnh nhân này điều trị phải động viên mãi gia đình mới ở lại tiếp tục ở lại điều trị. Nên là việc dinh dưỡng với bệnh nhân này là rất khó. Vâng, thì em không có ý kiến gì thêm. Xin cảm ơn các thầy và cô. Vâng, thế thì tôi xin phép nhờ cô Phượng là tính cái dinh dưỡng cho riêng bệnh nhân này và chuyển về Bắc Mê cho sớm. Dạ vâng. Vâng ạ. Trong vâng trong ạ. Ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy ạ. Và Bắc Mê liên hệ với cô Phượng để chúng ta có một cái công thức dinh dưỡng sớm cho bệnh nhân này. Cảm ơn Bắc Mê. Dạ vâng ạ, cảm ơn các thầy cô ạ. Xin được kết nối.